Dạ đồ hiệp sĩ với thằng Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày gần đây anh em hiệp sĩ Bình Dương phải nói là ghi nhận rất nhiều, đặc biệt là các anh các chị về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình ở đăng tin tìm vợ. Ở trong số đó rất nhiều hiện nay là rất nhiều người về đây tìm con, có rất nhiều bé trai bé gái, thậm chí là các con rất lớn tuổi, thậm chí hai mấy 30 tuổi này nhưng vẫn bỏ nhà đi, mà thậm chí hiện nay bị dụ dỗ bị bán sang nước ngoài. Anh em hiệp sĩ Bình Dương đã ghi nhận và đã phải nói là giúp rất nhiều, đưa về rất nhiều, nhưng mà hiện nay còn rất nhiều trường hợp hiện nay chưa có cơ hội để trở về. Nay anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục ghi nhận một thông tin hai cha con ở một nơi rất xa để về đây, mong muốn là nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin để tìm vợ. Cái câu chuyện là tìm vợ nhưng mà rất đặc biệt vì lý do là chồng tin quá tin tưởng vợ đó. Rất nhiều câu chuyện trong thời gian qua, tin bạn thì mất vợ đó, mà đây thì cũng là chỉ vì tin bạn mà cũng là tin vợ, đến giờ phút này là mất luôn thì mới tỉnh nha. Dạ câu chuyện nào, kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi xin chào anh trai nhé. Chào anh, có thể anh giới thiệu anh tên gì? Danh Tý. Danh Tý hả? Dạ. Anh là quê ở đâu? Quê ở ấp Bình Kỳ, xã Duyên Hải, tỉnh Sóc Trăng. Mình là người Khmer hả? Dạ. Anh nhiêu tuổi rồi? Anh Tý nhiêu tuổi rồi? 48. 48 hả? Dạ. Hiện nay anh đang sống ở đâu? Ở tại Đức Hòa, Long An. Ồ, xa vậy hả? Dạ. Rồi hôm nay anh đi về đây cùng với ai đây? Với con rể. Con rể hả? Dạ. Rồi gọi là hai cha con đúng không? Dạ, dạ. Tìm ai? Tìm vợ Võ Thị Kiều Ly. Anh thấp hình cho một xíu. Vợ Võ Thị Kiều Ly hả? Dạ, sinh năm 84. Dạ. Anh sinh năm 76 hả? Sinh năm 79. Hay 78. 78 hả? Ồ, dạ. Tuổi ngựa hả? Vợ 84. Dạ. Hai vợ chồng mình là có đăng ký kết hôn không? Có. Vợ anh người Kinh hả? Dạ, người Kinh. Vợ anh quê ở đâu? Cũng gần đó luôn. Cùng quê gần nhà đó hả? Cùng ấp luôn. Cùng ấp luôn. Dạ. Trước đây mình quen nhau, mình có cưới không? Có, trước đám cưới đồng bà. Anh được mấy người con rồi? Hai đứa. Đứa gái lớn Danh Thị Như Gái, còn đứa nhỏ đi học dưới quê là Danh Như Quỳnh. Được hai người con gái. Người con gái chắc lấy là con trai, lấy là người con rể đây hả? Dạ. Yeah. Là bé nhiêu tuổi rồi mà lấy chồng sớm như vậy? 20. 20 hả? 20 lấy chồng rồi. Rồi anh Trâm hỏi là hôm nay hai cha con về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để tìm vợ. Dạ. Yeah. Anh Trâm biết là vợ của anh bỏ nhà đi hoặc mất tích lâu chưa? Ở đây hôm thứ bảy. Hôm thứ bảy vừa rồi. Dạ. Yeah. Hôm nay là thứ tư hả? Hay thứ ba? Thứ này thứ mấy rồi? 4 ngày rồi đúng không? Dạ. Yeah. Được mấy ngày rồi? 4 ngày không? Vợ anh bỏ đi từ đâu? Từ tại nhà trọ tại cầu đôi á, mà nhà trọ Băng Xuân. Nhà trọ Băng Xuân hả? Tại cầu đôi. Rồi hôm đó là hai chồng đi á, là vợ đi á, là nói đi chung với người bạn. Chở đi chơi chút rồi về, rồi thấy tới 10 giờ rồi. Nghẹn ngào quá ha. Thấy vợ ông về đó, 10 giờ điện điện hai mấy cuốc không bắt máy luôn. Cái 3 giờ giật mình đi điện cũng 4 cuốc gì nữa đó, rồi cũng không bắt máy luôn. Qua tới sáng lại, sáng nhật điện không lạc được luôn. Mà có người đã thấy là chở, anh nói chở đi thôi. Mình có thể mình nói tin anh nói là được không? Được anh, được nói đi. Chỉ thấy người đó chở chạy là chiếc ẹt 125 ẹt màu đỏ, số 50 85 biển số Bình Thuận hả? Còn một người thấy nó chạy chiếc gạt 150 màu xanh, biển số 62, chỉ nhìn biển số trên còn dưới người ta không thấy rõ, không nhiều đó. Vậy là hai xe. Dạ. Vợ anh là đầu tiên là với anh là chở nhau đi chơi. Không, cũng như là vợ điện với chồng á là cho đi chơi với người quen gì thôi. Vợ thì một lần đi á, thì vợ đi cũng điện hỏi gì đó,
rồi là cứ là đi rồi cứ 9 giờ là 10 cho đến 10 giờ về điện bắt máy, còn giờ là điện không bắt máy được luôn, rồi chặn hết tất cả cuộc gọi luôn, lâu lâu nó mở là mạng lên nó là điện không bắt máy, rồi mở số lên thì điện cũng không bắt máy luôn, cứ nghe thôi không bắt máy rồi. Vợ anh đang làm công việc gì? Đang làm công ty. Còn anh? Cũng làm công ty luôn. À, chồng có chung công ty không? Dạ không. Anh làm là công ty của Đại Dũng. Còn là anh làm công ty được. Nói chung là công ty cũng gần đó. Thì công ty cũng gần cho Đại Dũng luôn. Hai vợ chồng mình là sống ở tại Long An lâu chưa? 8 năm rồi. 8 năm. Ồ, thời gian 2016 tới giờ. Vậy cũng lâu rồi ha. Ồ. Mình kinh tế ổn định không? Dạ thì cũng được sống. Hàng tháng về là mình có đưa tiền cho vợ không? Hay vợ có đưa tiền cho anh không? Đưa nhiêu lương nhiêu thì đưa về mà đưa vợ hết, em lấy đồng nào chỉ lấy là đủ xài thôi. Còn nhiêu đưa hết cho vợ? Nhưng mà giữ. Ở những khi đi thì đeo công dây chuyền 24, công dây chuyền 18, 4 chỉ. 4 chỉ. Rồi thêm nó mấy triệu tiền mặt gì đó. Cầm cả tiền mặt đi. Mà cũng nhớ không có chính xác. Nó cũng vậy hỏi người ta. Rồi cái nó đi người ta điện nó không được á, người ta mới điện lại báo cho tôi. Rồi tôi nói là vợ tôi mượn nó không ấy được. Là nó hốt đi, tôi nhớ là nó hốt một chân hụi là 7 triệu. Rồi nó mượn người ta thêm 5 triệu nữa. Một chân 7 triệu, 1 triệu là được bao nhiêu tiền đấy? Không, nó hốt luôn đó là 7 triệu. Một chân hụi. Rồi là với nó mượn người ta thêm 5 triệu nữa. Rồi với tiền lương nó đâu nó lãnh ngay bữa thứ bảy đó, nó lãnh lương nó là đâu là chúng tầm cỡ 3 triệu đi, tính nó 3 triệu. Rồi hỏi đi chơi rồi đi mất luôn đó. Trước đây vợ anh đã từng xin đi chơi hoặc bỏ nhà đi lâu lâu chưa? Có xin đi chơi cũng xin lâu, vợ chồng công ty nó nhật xin đi chơi rồi anh cho em đi chơi với người bạn gì đó, bạn gì đó nói đi người nào cũng mang công ty cũng mệt thì cho chủ nhật thứ bảy vô giải trí. Thì đi thì mở đi thì cao lầm giống 9 giờ nó về rồi. Trước là đi từ mấy giờ đến 9 giờ anh? Đi từ mấy giờ? Trước thường đi từ mấy giờ? Đi thường tôi về 6 giờ tắm rửa rồi mà nó đi là cũng cỡ 6 giờ rưỡi 7 giờ. Đến 9 giờ. 9 giờ công cho trong vòng 10 giờ lại là về. 3 tiếng hả? 3 tiếng là cũng không được rồi. 3 tiếng là ngon rồi. Vậy đó. Dạ rồi. Thế là vợ anh ở nhà là có hay gọi điện hoặc nhắn tin cho ai đó? Đâu có tìm hiểu với tôi, người không biết chữ nữa. Không đâu coi trong cái tin nhắn được. Thế đâu thì vợ nhắn tin mà anh không biết nhỉ? Dạ vợ em á thì cũng người không biết chữ nữa. Có hai chồng nữa ra là thì vậy là không biết chữ luôn. Vậy là như thế này là chỉ có gọi điện trực tiếp đâu nói chuyện nhắn tin là đúng không? Vợ anh trong thời gian này có hay cầm điện thoại gọi điện cho ai không? Thì người ta cũng điện hoài đó, thì nói hỏi ai điện vậy thì nó nói người bạn trong công ty không mà. Toàn cứ bạn trong công ty là mình thua luôn. Sao mình không hỏi là bạn tên gì, bạn ở đâu? Thì nó nói là một người thứ nhất là bà chị Phượng, chị Trang. Ghi thì chắc là nhưng mà anh có nhìn thấy tên không? Hả? Có nhìn thấy người ta nó hiện tên hay hoặc nó lưu tên không? Không có số máy em vợ em có cho em đâu cũng không có để ý cái vụ đó. Vợ chồng mà em thì lo mặn thì không có suy nghĩ tới mà vợ mình đi tin tưởng đúng không? Tin hay là hôm đó là vợ anh đi là từ lúc mấy giờ? Xin đi từ lúc mấy giờ? Xin đi là 6 giờ 15 đó. 6 giờ 15? Đúng rồi. Mấy giờ thì anh phát hiện rằng là vợ không về? Thì 9 giờ, thường 9 giờ là tôi gọi điện. Điện là không bắt máy nên gọi 30 mấy cuốc. Ui giời, 3 mấy cuốc luôn hả? Không bắt máy luôn. Rồi tới 3 giờ. Bây giờ tôi điện nữa, 3 giờ là mình dễ thấy chưa về đó là tôi điện thêm 10 mấy cuốc nữa. Là 4 mấy cuộc? Không bắt máy luôn. Rồi đến lúc đó chưa bình thường không máy. Đến lúc đó anh sẽ nghĩ gì? Anh đang nghĩ gì lúc bây giờ? Mình đang hoang mang gì không? Nghĩ cái này đi đâu đi gì chứ không lẽ đi đâu mà không mất máy. Đó, rồi tới về tới sáng là điện là không liên lạc được luôn. Anh cho em hỏi là hai vợ chồng anh là ở Long An ở phòng trọ hả? Đúng rồi.
mình còn ở với ai nữa không? Trong phòng trọ đó còn ở với ai nữa không? Hai chú hai vợ chồng không? Một lần có thằng em trai ở gần thôi chứ không ở, một lần có ở chung. Có nhỏ gái á, vợ này nè. Bây giờ nó đám cưới rồi, người hai chồng nói thôi có đám cưới rồi con ra riêng đi. Tức là chỉ có hai vợ chồng anh ở chung thôi. Dạ. Thời gian này là anh thấy cái tình cảm của vợ dành cho anh là có bình thường không? Bất ổn không? Thì có nhiều khi thấy nó cũng hơi cọc cằn hơi. Đấy. từ năm tháng trở lại đây thấy nó hơi cọc cằn, mình cũng nói là vợ chồng mình tin tưởng nhau nó hơi mệt rồi mình nói cũng cọc cằn thôi mình cũng bỏ qua. Thì sáng thì em thì sáng 5 giờ là thức rồi à, tại vì chúng là Dũng mà là 6 giờ là phải làm thì 5 giờ rưỡi mình vô chứ tới trong xưởng. Vậy là thời gian gần đây khoảng 5 tháng lột lại đây là tụi quả là đầu năm á, đúng không? Đầu năm mới rồi á. Dạ. Là thường là vợ anh kêu mệt. Ừ. Vì vậy cho đôi khi là hai vợ chồng mình cũng bỏ qua, mình thấy vợ thương vợ đúng không? Dạ. Thấy vợ mệt thì mình cũng không có tiếp xúc, không có giao, không có làm cái gì ấy, đúng không? Dạ, đúng rồi. Ừ. Nói chuyện cọc cằn mình thấy cứ như mệt thôi. Ừ. Nếu mình thương vợ á, mệt thì mình cũng bỏ qua, nó cọc cằn mình cũng bỏ qua. Trước đây năm trước ấy, là vợ anh có hay mệt bất thường như vậy không? Dạ không. Ồ, mà năm nay tự nhiên mệt. Vợ anh sinh năm 84 hả? Dạ. 84 nay 40 mà sao lại mệt hoài vậy? Vợ anh có đi khám bệnh bao giờ? Thì nó than nhức lưng nhức chòi đó, đi cũng đi chùa chăm cứu, nói ông thầy ở chùa gần đó, chùa Lá. Ê khổ rồi, vợ anh cái này là có ý định rồi anh ạ? Dạ, đó em cũng chồng tiếp xúc vụ đó cũng không có. Đúng không? Hiểu. Ừ. Tới sau nhưng mình tin tưởng vợ mình đâu. Đấy, tin nhưng mà vợ anh thấy là một người phụ nữ mà đang sống chung với mình mà mấy chục năm đúng không? Dạ. Mà đùng cái là kêu than mệt. Dạ. Thế là gần như khoảng 5 tháng lại đây là hai vợ chồng anh không cần có tình cảm đúng không? Không, là 5 tháng luôn hả? Không được cái gì luôn. Cũng có gần gũi chứ không. Nhưng mà chắc lâu lâu thôi đúng không? Ừ. Nhưng mà lâu lâu nhưng vợ than thấy vợ mình than mệt thôi. Là mình cũng chán. Em ai mới ngủ đúng rồi. Là mình cũng chán đúng không? Khó chịu cũng người mình thấy gì? Thương vợ mình thì thôi mình cũng bỏ qua đi. Ồ. Nhưng mà thực sự là không phải đâu. Dạ. Đến giờ phút này anh mới nhận ra đúng không? Dạ, đúng rồi mới nhận ra. Ừ, thì muộn rồi. Dạ, nói chung á thì mình cũng không có biết vợ mình đi làm cái gì. Ừ. Chỉ thấy là có người chở vậy thôi chứ. Ừ. Mình không biết không phải nó đi theo trai hay là sao mình cũng chưa có được. Phát hiện được ra thì còn đẻ rồi. Nếu phát hiện ra đẻ rồi, chưa phát hiện mà như vậy rồi. Vợ anh có khi nào ý định bỏ nhà đi không? Không. Anh có làm gì sai với vợ không? Mình khẳng định là mình có làm gì sai không? Không. Có lương thì có hơi cọc cằn thì làm mệt trời thì nó hỏi nhiều quá thì hơi khó chịu, chửi đủ má mẹ vậy thôi. Ồ. Chứ không có cãi cãi gì nhiều. Trong vòng mấy tháng nay cũng không có cự luôn. Nhưng mà trước đây có cửa không? Anh có chơi bài gì không? Dạ không. Cờ bạc gì không? Không. Em nghĩ là với là hút thuốc chứ uống rượu thôi. Mà một tuần nữa em làm á, chỉ là uống một ngày thứ bảy chủ nhật thôi. Mình suốt. Mày uống rượu nhiều không? Uống ít à, uống vài lon bia gì đó. Uống chơi đúng không? Ừ. Cao lắm là uống cao lắm là 10 lon xỉn rồi. 10 lon thôi hả? 10 lon em mày tắm một tuần. Lâu lâu mới uống, một tuần mới uống lần. Ồ. Không uống nhiều. Thế là vợ đi là vợ đeo trên người một công dây chuyền 4 chỉ. Dạ. Và kèm theo khoảng mười mấy triệu tiền mặt. Dạ. Là cả tiền của mình, cả tiền đi rút hụi đúng không? Dạ. Và đến giờ phút này là 4 ngày rồi mất tích. Dạ, à, điện không được luôn. Trong 4 ngày này là vợ anh có gọi về nhà cho các con anh không? Gọi nó không được luôn. Ừ. Nó cũng không gọi mẹ ruột của nó, cũng không gọi luôn. Không được luôn. Ừ. Lâu lâu nó mở máy là gọi nó không bắt máy. Lâu về vợ có điện lên nó con tôi điện được đó. Ừ. Rồi bà điện cho bà vợ, giờ nó vú điện thôi, con điện cho vợ cũng được đó. Bà nói. Ừ. Bà. Ừ. Nó cũng là không điện được luôn. Vợ anh thời gian này có ăn mặc đẹp không? Nó cũng bình thường, cũng không có sửa sạch gì. Có son phấn gì không? Nào giờ thì cũng có vụ đó từ nào giờ, từ hồi cưới với vợ. À, là vẫn làm trang điểm, đời sức, chống nắng, đồ gì thôi. Thế cho nên mình cũng không nhận được đúng không? Không biết được đúng không? Dạ. Chỉ biết là cái tình cảm của vợ là dành cho mình là 5 tháng là nhạt nhạt. Yeah. Mà vợ hay than mệt bất thường. Yeah. Đấy là những dấu hiệu nó không bình thường rồi. Cũng không có để ý gì nhiều, tại vì lên trển thì nó bằng cắm đầu cũng cổ mặn, không đâu có để ý. Anh nói chuyện với vợ là mình có nói chuyện ngọt ngào không?
khi cũng ít nói chuyện, khi mày tao thì nhiều, anh em thì cũng ít, cũng có anh em nhưng mà ít đúng không? Vui chửi nhau là chửi nhau là còn hơn mày tao luôn. Cũng vậy, đó là công nhận. Đấy, cái mình cũng có khuyết điểm. Dạ. Mình nóng, nóng ai chả có lúc nóng đúng không? Mình nóng nhưng mình bị kiềm chế. Cũng chỉ vì mình nóng quá cho nên đôi khi là vợ mình nó nhận thấy là mình tính mình nóng quá. Mình hay chửi bới. Mà ra ngoài thì thậm chí những người khác người ta nói chuyện với vợ anh, bởi người ta đâu có gây chuyện với vợ anh chi vậy. Người ta nói chuyện với vợ anh, người ta nói chuyện ngọt. Đó, mà vợ anh nghe được những cái từ mà ngọt ngào đôi khi là mình lại cảm nhận được là người này có tình cảm với mình. Vì vậy đôi khi là cũng có thể là cứ từ từ tình yêu nó càng ngày nó càng mặn hơn, mà chồng thì nhạt hơn. Đến giờ phút này người ta đủ gọi là đủ tầm rồi thì người ta rủ nhau đi luôn đó, nhưng mà cũng chưa hẳn là như vậy. Chưa biết là anh thông tin này anh chia sẻ là có đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Mình cũng thấy người ta nói lại thôi chứ mình cũng chưa bắt tận mắt thấy tận tai. Hôm đó là xe hai chiếc xe chở, một chiếc xe biển 85 và một chiếc xe biển 62. Đúng rồi, mấy người ta thấy là chở đi chơi mấy bữa trước đó. À mấy bữa trước cũng có rồi. Ta thấy vậy thôi. Nhưng người ta không dám nói với tôi. Và tới mà gây chuyện bỏ đi rồi đó, người ta mới tới đó học tới học lui, người ta nói về tôi cũng không có tin được, thì tôi không có thấy tận mắt. Ừ. Muốn gì mình phải muốn nói gì với vợ mình đó, phải thấy bằng mắt bằng tay đó, cái đó là người chồng. Ừ. Nhưng mà thấy người ta nói gan tư về quýnh đập vợ con mà không có. Anh bây giờ thực sự là anh nếu mà đúng như vợ anh mà đi như vậy anh còn thương vợ không? Còn chứ, em còn đến nay kiếm tiền vợ về vẫn thương hả? Dạ. Mình nếu mà vợ về là mình có làm cho vợ buồn nữa không? Dạ không. Bây giờ thì mình sửa tánh lại cho bớt nóng lại chút. Mình nóng lại là không tốt rồi. Cũng nay nhờ cũng anh em với cộng đồng mạng chia sẻ dùm. Thôi em cái gì đó, vợ chồng thì cũng có phải giận nhau thôi. Giờ em cứ về đi, cái gì anh sẽ bỏ qua cho em. Tiền bạc nếu hết rồi thì anh có. Tiền bạc mất đi mình sẽ có làm lại được. Vợ con mất đi mình cũng sẵn sàng mình kiếm được thì, nhưng mà nhiều khi nó cũng đâu có bằng vợ mình đâu. Vợ mình sống mấy chục năm rồi đúng không? Đúng rồi. Vợ anh những năm trước đây là có thương yêu anh chứ không? Có. Mà tự nhiên là không thương luôn hả? Dạ. Vậy là hai vợ chồng là cũng ngủ chung một giường nhưng mà không có làm gì hết. Đúng rồi. Ồ. Nhiều khi thì cũng có đấy, bạn bè thì cũng có chứ không phải là không. Từng cũng có làm chứ không phải là không. Làm thì nó than mệt này than nhất luôn mà, nói chung là không giống ai cả. Không giống như lúc xưa nữa. Nói chung là những tình cảm như nó hơi lệch nhạt chút. Nếu mà mình tinh ý là mình phát hiện được. Tại vì mình cũng không có mình người chồng nữa, mình cũng có bảy chỗ mình không có quan tâm vợ mình cái chỗ đó. Với tôi mặn giờ thì mệt. Tại vì là 5 giờ là thức mặn vô công ty, mặn tới 6 giờ chiều mới về. Thì vợ tôi đi mặn là công ty đó là 7:30 nó đi. 7 giờ đi làm. Vô công ty làm tới 10 tới 5 giờ chiều là nó về rồi, về nó lo cơm nước tới 6 giờ mới về. Rồi bây giờ anh nói chuyện lớn tiếng anh nói chuyện làm sao để cho vợ anh nghe được. Vợ anh dù đúng hay dù sai thì đúng. Vợ anh cũng quay trở về thì vợ chồng cũng bàn cùng thỏa luận. Rồi mà anh lên tiếng đi, anh nói chuyện sao để cho vợ anh nghe cho nó hợp lý. Thì em ơi, giờ chồng á, ai cũng có giận nhau, ai cũng có giận hờn hết. Giờ em cứ về đi, chuyện gì anh cũng tha thứ cho em hết. Tiền bạc mất đi á, mình còn sẽ kiếm lại được. Rồi còn con cái nữa, mấy đứa nhỏ nó khóc quá trời luôn, người dưới vú. Dưới là khóc. Mà kêu em hãy về đi, để vô vú rồi khóc tới vú bệnh luôn rồi như vậy. Hoặc là em phải cho mở máy lên cho người thân liên lạc được, và em ở đâu người ta đi ước cũng được. Thì em xin hết rồi. Rồi cảm ơn anh nhé. Rồi chào em trai, em là con rể hả? Dạ. Trong cái thời gian gần đây em thấy tinh thần hoặc là có mẹ vợ có gì bất ổn không? Mẹ vợ có kể chuyện với vợ em không? Dạ không.
hoàn toàn là thấy có gì bất thường không? Dạ, thấy mẹ hơi buồn buồn vậy thôi. Buồn buồn hả? Buồn lâu chưa? Theo em nhìn nhận là buồn lâu chưa? Dạ, cũng lâu. Buồn này đôi khi là tình cảm nó cũng không được như trước rồi mới buồn buồn như vậy. Nhìn mặt buồn buồn thôi chứ không có nói gì hết. Hoặc đang suy nghĩ vấn vương gì đó, bây giờ bỏ nhà đi thế này thì cũng thương cũng nhớ. Dạ. Nhưng mà thế nhưng mà đến giờ phút này coi là đôi khi là quyết định là bỏ đi luôn đó. Em nói chuyện sao cho mẹ em nghe được, mẹ em xem được, mẹ em suy nghĩ lại. Dạ. Để mẹ em về. Mẹ ơi, về với tụi con đi mẹ ơi. Để em nái khóc quá trời. Để em nái. Hôm nay là con rể và cha vợ về đây mong muốn là nhờ anh em xin Dương tìm vợ. Cái câu chuyện mà vợ mà nhạt nhạt, tình cảm nhạt phai ấy, nó không phải là bây giờ mới có. Những cái câu chuyện này nó thường xảy ra rất lâu và rất nhiều rồi, nhưng rất nhiều người hiện nay chủ quan và thậm chí không để ý, nghĩ là vợ mình hoặc chồng mình sống với nhau nhiều năm rồi cho nên nó là bình thường. Nhưng đến khi mà chợt nhận ra thì mất vợ hoặc mất chồng, cũng như anh bây giờ cũng vậy. Nếu như anh phát hiện sớm, anh nắm bắt được tâm tư nguyện vọng ý định của vợ anh trong những tháng trước thì có thể là mình sẽ khắc phục và đã làm ra những, hoặc là mình sẽ trò chuyện tâm sự để hiểu được tâm tư nguyện vọng của vợ anh. Mình sẽ biết được là vợ đang cần gì, vợ đang thiếu gì, đúng không? Chứ chưa phải người đàn ông chưa phải là đi làm mà kiếm tiền mà đưa cho vợ không mà đã đủ đâu anh. Tiền nó nhiều khi là người ta không cần thiết đâu. Đó, đồng ý là cuộc sống là phải có tiền. Đó, nhưng mà trong có tiền đấy là mình phải đi đôi tình cảm. Đôi khi là mình lâu lâu mình chở vợ đi cà phê hoặc là tối hai vợ chồng ngồi uống trà uống nước ngồi tâm sự trò chuyện, mình kể chuyện vui buồn lẫn lộn trong cuộc sống là vợ đã hiểu mình nhiều hơn. Đó. Đó, có thể là mình căn dặn vợ thì vợ nó không bỏ đi, nhưng hôm nay giờ bỏ đi là chính thức là phụ nữ mà đã bỏ đi rồi là anh hiểu rồi. Phụ nữ người ta rất hiền, rất nhút nhát nhưng đặc biệt là rất bản lĩnh. Khi bỏ đi rồi bước chân đi là gần như là người ta quay trở về là cũng hơi bị khó. Đó, bởi vì không phải tự dưng một cái lần một người ta bỏ đi thôi. Cái này có thể là buồn hoặc giận anh nhiều lần rồi. Đến giờ phút này mà người ta mới quyết định như vậy. Rồi hôm nay anh mới lại con rể anh về đây nhờ anh em Hiệp sĩ Bình Dương đăng tin tìm vợ. Thì gia đình mình có đồng ý cho anh em Hiệp sĩ Bình Dương chia sẻ tất cả thông tin này lên tất cả trang mạng xã hội để tìm vợ không? Dạ đồng ý ạ. Em trai đồng ý tìm mẹ mẹ không? Đồng ý nha. Dạ kính thưa cô chú anh chị, nếu ai phát hiện được thông tin chính thức chị gái này đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội Hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858. Anh em sẽ tìm cách để khuyên chị gái quay trở về với gia đình, đặc biệt là với chồng với con của mình. Dạ cuối video cho phép công trần xin là thay mặt các anh em chính dương dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú chị bạn trong video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.